chị. Ờ chị làm bưng ra đi. Dạ. Để ngoài nước thì lại đi uống nước mà con ơi. Không không chị đây em đây đẳng luôn giùm em đi. Dạ dạ. Dạ thì kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. À, dạ thì hiện tại là giờ này là giờ sáng sớm. À, dạ buổi sáng. À, dạ thì hôm nay đó thì tiết cũng rất là vui và tỏ lòng biết ơn đến những mạnh thường quân và quý bà cô chú anh chị và các bạn trong nước cũng như ngoài nước. Thì dạ thì hôm nay đó thì còn 2 ngày nữa là đám mừng tuần thất thứ 3 của cha Tiết đó. À, dạ thì Tiết cũng chân thành cảm ơn đến quý mạnh thường quân, ông bà cô chú, anh chị và các bạn đã luôn gửi lời chia buồn và động viên đến gia đình của Tiết. Và dạ Tiết chân thành cảm ơn và kính chúc những mạnh thường quân luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, gia đạo cát tường. Dạ thì hôm nay đó thì Tiết niềm vui của Tiết đó là được ba nuôi của bé Ngọc. Cái hồi hướng công đức là và phước báo này đến cho cha của Tiết đó là cha Tiết là Nguyễn Văn Sáu, hưởng thọ là 83 tuổi. Dạ thì ba nuôi của bé Ngọc đó là ở bên Mỹ, có gửi đó là một tấn gạo để mà trao cho những cái hoàn cảnh khó khăn, thì cũng hồi hướng phước báo này đến cho cha. Dạ thì em thay mặt cha với gia đình của em, dạ em gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều đã luôn dành cái sự yêu thương và tình cảm đối với cha của em. Dạ em cảm ơn anh lần nữa. Dạ và chúc anh cùng gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ thì đây thì bờ phía bên gạo đó thì họ cũng giao trao xong rồi nè. Dạ thì anh ơi thì em cũng xin phép với anh đó là em xin phép là trao gạo trước ngày đám làm tuần thất thứ ba. Dạ là do là đám làm tuần đó thứ nhất đó là em và trong gia đình là phải cầu nguyện cúng, rồi sau đó là khách đó bên nội bên ngoại đến cũng rất là đông, thì cho nên là em khi mà trao vừa quay phim nữa thì em sẽ không có thời gian rộng ra, rồi cho nên là em phải xin phép anh là em trao trước 2 ngày. Dạ thì thứ nhất thứ hai nữa thế thì bà con đầu họ tới đó thì nó cũng có cái chỗ ngồi nó thoải mái hơn. Dạ thì đám làm tuần á thì thường thường á là 12 giờ trưa là bắt đầu là có khách đến cầu nguyện cho tới 8 giờ tối là mới dứt khách đó quý bà cô chú. Và dạ cho nên là suốt cái thời gian đó là Tiết với gia đình là phải tiếp khách với cúng. Dạ thì bây giờ đó thì sáng hôm nay thì bà con cũng tới cũng khá là đông mà bây giờ Tiết thay mặt anh để mà trao cái số gạo này. Dạ thì anh cũng có dặn Tiết đó là chừa lại là 8 phần cho 8 người con của ông ngoại. Dạ thì bây giờ lấy để vô đi Ngọc với Quyên nè. Là 8 người con. Dạ thì ông ngoại thì có 8 người con là 4 trai 4 gái. Dạ. Thế lại ba con có dặn là chừa thêm một phần nữa cho bà ngoại nữa là 9 phần. Chừa bà ngoại thêm phần đó. Dạ đúng rồi. Để cho bà ngoại. Vậy là cái đó là khúc sau nha. Dạ. 9 phần đó Quyên ơi. Rồi con nói gì với ba đi. Dạ. Dạ ba con cảm ơn ba rất là nhiều nha, đã tài trợ gạo cho bà con nghèo và cũng hồi hướng công đức cho ngoại, rồi cũng có cho là gia đình của mình đó là được một buổi tiệc chay. Dạ và mỗi người trong người con của ngoại là được một bao gạo và một cái bao lì xì 200 ngàn. Tiệc chay với cái phần lì xì đó là dạ, mình sẽ làm sao? Ừ, dạ. Làm sao được có thời gian rảnh rỗi mình sẽ làm sao? Dạ. Con cảm ơn ba rất là nhiều nha. Con kính chúc ba dồi dào sức khỏe và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống nha ba. Đủ 9 phần chưa? Đúng. Đủ rồi, được rồi. Mình trao cho bà con. Dạ. Dạ, bây giờ trao bên đây đi chị. Giờ mình bưng tới chỗ luôn đi cho bà con ngồi đó đi rồi mình lên đó. Rồi. Cho bưng không nhỏ. Như mình trao thằng bìa này cho xong đi cái bà con đi ra. Dạ chào chú. Cảm ơn. Dạ dạ. Ủa rồi chú đi được không? Cảm ơn. Có ai lên ấy tiếp không? Ở này
xe dùm cho. Ờ chị tiếp chú này đi. Dạ. Là già mà không xin nắm ai bọc á rồi. Không, cũng như cái trường hợp nào đặc biệt đi không được con sẽ mang tới nhà. Chứ đợt này con không có cho nhận giùm đó. Dạ. Cho con địa chỉ nhà đi rồi là con mang tới luôn. Dạ chú xong rồi đó chú. Phần gạo của chú có người xách xách ra rồi. Dạ dạ. Không, trường hợp nào đặc biệt em sẽ mang tới nhà chị cho địa chỉ đi. Dạ. Dạ bà. Dạ con nghe được. Dạ 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 dạ. Nghe được. Hai biết dạ. Dạ nước hôm nay vẫn còn ngập đó quý bà cô chú. Là nó cái này chỗ này nó cũng hơi dơ. Dạ không, cũng như là con cho cái này là trước đám tượng đó là thứ năm này là con không có phát nữa. Dạ dạ. 28 nha. Ừ, cảm ơn con nha. Nè, thấy đó. Anh đủ chưa? Đủ rồi. Dạ. Dạ. Cái phần này con mới mang ra hả? Con mới mang ra. Để đi. Dạ bà con thì rất là vui. Tuy là cái đường đi đây vô lộn nó cũng hơi khó khăn là do nước ngập nó cũng hơi dơ đó quý bà cô chú, nhưng mà bà con mình á thì cũng ra tới đây để nhận những cái phần gạo này. Dạ. Cô này là mới tới phải không Ngọc? Dạ. Dạ anh chào bà. Dạ con chào bà. Cảm ơn con. Dạ dạ, bà con nổi không? Dạ nổi cũng gắng. Bà đi với ai ạ? Ở đi chị bạn, để con mang ra cho. Rồi rồi bà đi không đi. Cảm ơn mấy con. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ dạ. Lấy xong rồi mình đi bán tiếp ha. Cái này em để đâu? Để trên này vậy. Rồi bán gì vậy chị? Để luôn. Rồi cái bịch đó của chị đúng không? Chị. Trời, bà này là chở tiếp bà hả? Ừ. Dạ dạ. Rồi rồi. Rồi cảm ơn nha. Đây gì đâu? Dạ dạ. Dạ dạ. Bà má đi mà chưa xuống không biết. Giống nghĩa đồ bà làm hắn nữa. Có gì chị cho hay giùm em ha. Cho hay rồi. Vậy hả? Rủ rồi. Dạ dạ dạ. Tám thôi con nhận giùm một phần của chị bán số được không? Được được, vậy là nhận giùm cô bán vé số không? Dạ. Được. Không, cô khác nha, chứ không phải cô nãy dặn. Ở cái trong nhà con phải không? Dạ, ở khúc cầu Hải Đồng á. Rồi con nhận đi, rồi đáng lát tắm quên đó. Dạ. Con lấy con để riêng đi. Quyên nhận giùm. Rồi, cảm ơn cho cô chú luôn nha. Dạ. Cái chị có em bé này là ai giùm cho giùm để cái xe đi để chở giùm. Dạ. Đi lại ấy. Chị nó con này. Rồi, đi theo chị ra đi con, chị theo chị ra đi. Rồi, rồi. Rồi. Nhà đi ra trước đi. Cô Kim đây. Đây. Ok. Cảm ơn nha. Gạo kìa hả? Rồi chờ chị hai vô. Bé đây đây nè bé. Qua đây nè cô. Để mình đó nữa con chị bưng hả? Đây. Con chị giỏi quá. Con em đi đâu nổi. Dạ dạ. Chị Năm mới tới đó chị Năm. Dạ đến tối ra luôn không? Thì đã có là Nguyên với Ngọc đưa. Kìa có khách ra là dạ. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn luôn. Dạ chị. Nguyên gần gần đi. Em mới tới hả? Rồi rồi gọi bấm uống đi con. Dạ con. Nhi rồi cho bấm giùm tên bệnh cảm ơn. Nhắn em đứng không? Kìa mẹ để đây nè. Mẹ để đâu? Mẹ để đây nè cho con bưng cho gần. Ừ đúng rồi chị chuyền lên đây đi. Mẹ lấy hai ghế chuyền lên đây. Rồi chị để đây Ngọc. Nổi không nha cô? À rồi cảm ơn con. Dạ. Cẩn thận nha cô, từ từ ở đây cho. Rồi. Dạ. Ngọc đứng đây chuyền ra đi cô. Dạ con chồng. Dạ. Con nhiều sức khỏe.
Rồi. Rồi đây lùng đây lùng hai ấm. Kha nãy giờ nhận chưa ta? Chưa. Mới tới á, mới bưng giùm. Bưng giùm thôi. Rồi đi. Rồi rồi. Em cảm ơn nha. Dạ dạ dạ. Cưng đưa luôn đi để cầm. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi. Nhanh cái ơi. Cô Thò như mới đến đúng không? Dạ. Không có ai giữ nó sao, phải đèo theo thôi vậy đó hả? Rồi đây. Đi từ từ thôi nha. Cô Thò. Biết Thò đến chuẩn bị sẵn rồi đúng không? Cảm ơn. Rồi rồi. Nghe bà Tân cảm ơn dạ. Nhiều nghe. Dạ. Rồi, cho em cảm ơn luôn nha. Bảy cảm ơn chị nha, dạ. Cảm ơn mấy người đẹp nha. Dạ. Cảm ơn mày Bảy luôn. Dạ chú. Dạ. Nữa nữa chị ơi, sắp tới đông á. Đây. Rồi, đúng rồi, thấy nào. Dạ. Chắc đây đi mà. Không mình cứ để sẵn đi cũng không sao. Để sẵn vài bịch đi. Nãy chị Liễu vào gạo mà tưởng đâu khách tới nhận tính cháo cho bà. Chị Liễu, ở đâu khách tính đường mà chứ chị luôn. Đâu ơi. Thấy phải đi đó là không biết đâu. Mà kinh mít lại biết đâu. Đây mình dạy mình dạy luôn. Tính cháo. Ba ba dẫn xe tới luôn, quay xe lại. Dạ đúng rồi. Xe lại đây. Cảm ơn mấy cô. Dạ. Để dắt ra. Ủa mẹ tên Tùng Anh hả? Dạ. À, bé này nhận luôn phải không? À, cô. Dạ. Rồi bé sao ôm được? Được, ôm nổi không con? Nổi không? Ôm đi. Ôm. Xe để đâu? Xe để đâu? Tắm hả? Ôm ra chân. Xe để đâu? Ngoài này nè. Có hè hả? Đây chú có hè. Đây dạ. Rồi đi đi. Đi xuống từ từ nha. Dạ dạ. À, Quyên trao đi chứ. Cảm ơn. Dạ. Ngoại hả mẹ? Ngoại muốn trà đường. Con xu nằm bảo vệ má nghe cái chân kìa. Uống châu. Thôi uống rồi, uống còn hơi sữa rồi. Dạ hả? Mới để nhiều thuốc đây đâu rồi trời. Qua trong em biết lỗ hả? Để đâu? Lâu. Chị Liễu, bà vô không chị Liễu? Ai cho bà này có gian cái chị Liễu. Chưa, còn chưa trẻ. Còn hả? Bà lại chị nè. Các em chạy đó không? Dạ. Vậy. 4 giờ lấy chị ở bán luôn đấy. 9 giờ. Chơi chạy bến rồi trên á. Bến rồi trên hả? Ừ, bến rồi trên đi qua. Để tí mày thằng vừa bả già đi đâu có nổi đâu. Rồi họ dính đầu nó cũng to hai thằng mà đó, thằng tam thằng đó. Rồi rồi. Ừ. Đưa cho. Ừ. Bưng cái giùm mấy con, bưng cái giùm lấy bạn, thằng với bà kia với thằng này, bà có ba thằng. Thằng anh thấy thằng với gửi cho cái bà tám. Ừ. Dạ, với em bưng em nha. Dạ. Cảm ơn. Cái cô này là lần trước là bên nhận bích nè, bích chẳng qua, đúng không? Bưng cho cô đó, ở chị Thiếp Tấn hả? Dạ anh Tấn hả? Cảm ơn người ta. Dạ ông nha. Dạ ông nha. Cô nhớ quá nhất rồi đi không nào. Lái lấy xe vô đây được. Cảm ơn. Dạ. Không bà gửi cái chú đó chở ra ngoài giùm. Chú đó chạy xe đó bà. Thấy chú. Chú ba này chở bà con xuống nhận hả? À chở xuống nhận luôn. Rồi nữa mình đưa về luôn. Rồi. Dạ. Đây
chút nữa còn lòi xuống nữa, thêm nữa. Để chú ôm cho bạn. Ờ, chở lai gai chứ bán xe hai. Cảm ơn luôn nha, chú ơi. Cái này bưng 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 cho bạn. Đưa đây, đây đưa cho ông này bưng giùm. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Rồi về chạy dạ. Xuống nữa. Chú ba này thì dẫn mấy cái hộ mà khó khăn đó, đó không biết chỗ đó thì dẫn xuống đây dẫn đó với bà cô chú. Dạ. Chú ba này đó thì em rể của mẹ mẹ của anh Tùng Anh. Hai dùm bả tám có bà hai bên Mừng Tân Hành ha. Mừng Hành dạ anh ôi, anh trời, cảm ơn chú à dạ mấy cô hết dạ dạ tính gần đi bển năm tuần nè dạ ngồi ghế ăn đi đồ đũa đâu chưa lấy đi qua bên đây nè ăn đi trái trái đi quên ôi ôi cảm ơn dạ có mình cậu ra hả mình là cháu đó một tay ông điêu nữa thằng cháu hả ừ vậy vậy cậu ơi cậu nhắn cho thằng cháu đi là, ừ ông một à. Tay ông giáo không được ba dượng của bé Quyên khách tới hả nè Quyên Quyên kẹp vô đi bé Ngọc ăn rồi bé Ngọc là ăn uống là phải đúng giờ một ngày là 4 lần thuốc chị bà quay đầu xe lên đi chị dạ. Như cô bán vé số đó phải không Tắc dạ. Không không phải không đủ số dạ cái chân chị này rồi chị dẫn xe được không được cô ơi không phải biết chị hả dạ cảm ơn Tắc vậy ta dạ 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 chị Ngọc ăn đây em phát cho em mới tắm phát cho bây giờ cô có chị không tới nhà cô Quyên với chị Tắc đặc biệt đó vậy biết bây giờ nhà cô chị ra ta một chút con ra con chào dạ cô có nhà ta đi nhà đi cô lên nhà cô nói xấu nữa dạ dạ trên nhà cô biết rồi này thằng đó cho anh rồi 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 con đưa rồi dạ 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 còn chú ra chú ơi rồi cảm ơn nha dạ 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 tám ơi dạ dạ cho lần này là chú sẽ tới tới xương rất là nhiều khi nào có đó sẽ để cho con với cô dùng quốc gia dạ dạ cái em này bắt chính rồi lại à, lại chính rồi cảm ơn nha dạ à, mưa lớn lên chị sao mưa cũng được chứ lớn hơn nãy giờ chị Năm ra chưa ta chị Năm ra rồi rồi chị Năm rồi nãy chị Năm đòi riêng được chứ có 2 tỷ rồi đó rồi đó bao nhiêu nữa là hết rồi còn quên duyên mấy nữa là bao nhiêu nữa là hết rồi đó hết rồi đúng không à, đúng dạ đúng. Hết ạ không còn mấy phần đó em trao tới nhà nha còn mấy phần nữa mà dạ, trao tới nhà dạ. Mấy phần đó là mấy người ta đi không được mấy người nữa hả bảy phần nữa còn kia thì nó sẽ lại trao tiền bảy với tới nhà là 4 phần phải không 4 phần là trao tới nhà dạ chị dạ, rồi cảm ơn dạ, dạ. Vậy bây giờ nó đi không được cho bác thằng đi chưng bác mới chạy xe đạp ở đâu chị nói đi rồi em nhà em tới nhà em trao chỗ nhà bà Năm bà Năm mấy chỗ hàng Tùng á Tùng nước đá hả Tùng nó chết rồi đó. Tùng Anh ờ Tùng Anh hả ừ rồi đây để chưa em chừa lại em phạt đi em trao luôn dạ là chỉ có một phạt thôi đúng không ừ dạ dạ rồi em có chuyến đi lên đó để em trao mà nói sao là biết rồi chị hả tới nhà còn nó thì đi lên nó đi thì chỉ đó cái đó là chưa có nhận dạ dạ rồi nó không có biết chị xe đạp chứ dạ 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 ở nhà dạ dạ đúng rồi dạ còn 2 phần nữa 2 người nữa dạ 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 còn phần này đó là gần nhà của mẹ Tùng Anh chưa mình trao luôn à, rồi để mình nói đi 2 phần hả chị gỡ đây đi gỡ đây đấy dạ 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 rồi hết luôn rồi đó Tám ơi chào tới nhà rồi 6 hộ này là mình mang tới nhà là do là những người lớn tuổi hoặc là có trẻ con đó quý bà cô chú dạ rồi bây giờ mình chuẩn bị đi luôn đi Quyên ơi dạ đi Năm ơi con
Dạ. Vậy là cái hai phần này đó là trên nhà của mẹ anh Tùng Anh đúng không? Dạ con chuẩn bị con mang lên chẩm nhưng mà cô xuống thôi con nhận luôn. Con này hình như ôm có được. Chứ chú ba ôm giùm đi chú ba. Mẹ chú ba rồi. Tại cái cô này cái chân bị khớp. Dạ. Rồi. Ông ăn hai phần. Không ăn đi ông ơi. Ăn đi. Rồi rồi, rồi. Vậy cô về từ từ nha. Dạ dạ. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. À, dạ thì còn hai cái trường hợp đặc biệt đó thì Tiết sẽ mang đến tặng nhà trao đó quý bà cô chú. Dạ đây thì Dượng Tư. Dạ con chào Dượng Tư. Dạ chào cháu cho ra được con gạo này rất là cảm ơn. Dạ dạ. Nước gạo luôn cảm ơn những người đó đó không. Dạ dạ. Dạ vậy thôi vậy thưa Dượng Tư con đi về. Thưa ông Tư con về. Dạ. Bây giờ còn một hộ nữa, còn một hộ cụ trên đây nữa. Dạ giờ đó thì tiếp ra tới nhà của ông hai. Ông hai này ông hai Sồn, ông cũng 95 tuổi quý bà cô chú. 95 tuổi. Dạ. Chào ông hai. Chào ông hai. Dạ. Ông biết gì lắm đại ơn cũng. Ông hai nuôi hả cô? Dạ. Tắm nó nghe cái cưng cái em trai. Em trai ơi, qua tắm hỏi chuyện đi. Ông ngồi đi ông hai ơi. Cái này là ông nội của em đó hả? Dạ ông nội. Rồi rồi ông nội ở một mình hả hả? Ở với bà nữa. Bà nội nó mới nằm trên bệnh thôi. Bà bệnh gì á? Bệnh tim. Tim. Bị tim hả? Rồi ai nấu nước cho ông nội? Còn mấy đứa nó cũng chúng về nó nấu nguyên vợ với do này nè nấu ăn. Từ khi bà khỏe cho bà nấu cho ông hai ăn. Cũng như bà khỏe thì bà nấu cho ông ăn. À, còn ăn. Mệt đó thì mệt con thôi. Con cháu ở nhà nấu tiếp nhà dâu đó. Rồi bưng lại cho ông ăn ha. Ừ bưng lại. Dạ. Dạ. Vậy vậy ông cho con vô thăm bà hai cái. Bà nằm đây ha. Bà nằm bên con. Đi đường nào? Dạ đây bà hai. Bà hai thì bà nằm nè. Bà ngủ cái gì nè. Dạ đây bà hai đây với bà cô chú. Dạ đây thì ông hai với bà hai Sùn. Thì cái em trai đó thì thường những cái lúc trước đó là hay xin gạo cho ông nội bà nội. Là bà thì cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ bà hiện tại thì bà đang bệnh, bà đang nằm cái gì. Cho nên là Tuyết không có hỏi thăm sức khỏe của bà được nha. Dạ. Có ai trên già cháu ơi. Dạ dạ. Con cái ra đi nó trên rồi vậy cây thương. Vì ông bà cho thôi cũng bộ chính quyền ở đây cũng thương. Chính quyền xã ở đây. Dạ. Cũng chịu khổ lắm. Dạ dạ. Thì đợi ông hai ra mình chào ông hai cái mình về. Dạ vậy ông hai ủa bà hai thức hả? Sáng ủa nghỉ không mất sáng ôi mà nghỉ lắm nè. Bữa nay bà sức khỏe bà làm sao rồi? Bữa nay mà có khỏe. Đẹp không cơ? Hai con mở đẹp không? Ừ mà dữ lắm rồi nghe con. Dạ con bà Hải ở dưới đuôi bà nhớ không? Nhớ bà. Dạ. Biết tiền nào cho cha ở ngoài. Tâm ta. Biết tiền nào cha ở con. Người nghĩ ở đây là cả chú. Dạ con với nhà lên. Dạ. 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 Bà ăn người uống thuốc gì chưa? Anh. Ăn thì cũng từng nửa chén cơm rồi nè. Dạ. Mấy đứa gài bà không có đi ra ngoài đường. Không có bữa hổm hơi khỏe đi ra ngoài. Rồi mấy đứa gài mẹ là không gặp mấy đứa bà. Dạ dạ, chị bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, dạ dạ. Dạ. Nhiều lắm rồi. Dạ, bà nhớ ăn uống đồ nhiều vô nha bà hai. Ăn uống, ngủ dạ. Rồi kia. Dạ. Những cái chuyện này. Thôi ấp vậy đội với cái này mình giờ còn... con mới tới nhà lâu mau rồi. Dạ con cũng mới tới à. Để ra. Dạ dạ. Mừng dữ lắm rồi. Dạ. Mấy cháu là đây cái bà hai hết lại khỏe. Dạ.
Dạ vậy thôi bà nằm nghỉ đi nha bà. Ừ. Dạ con xin phép bà con về. Dạ dạ. Dạ dạ. Mang ơn dữ lắm nha. Dạ. Mày về lắm mẹ biết tiền nào. Cái này anh thứ năm, anh thứ năm con. À. Dạ anh thứ năm, cái này anh thứ năm. Anh thứ năm nè. Dạ. Ừ ừ vậy cũng được dạ. Rồi. Dạ. Câu chuyện mừng dữ lắm rồi. Dạ dạ. Ừ. Dạ. Ừ. Khỏe dữ lắm rồi. Dạ. Vậy là chú xuống đâu mà có mấy nói nhà. Dạ. Nhà của mình bà chứ là ổng mà. Dạ dạ. Không có ai tên dạ. Gọi ở bãi thì cổng sư mày mà đi tới đi lui vậy đó. Dạ. Nói với cao tuổi quá con ơi. Dạ. Đừng tính tới tuổi. Dạ. Thì ở ngoài nó ở ngoài Bình Dương nó giảm thăm. Dạ. Còn ở đây rồi mới mốt thì nó về ngoài. Dạ. Thì ra ngoài nó ở làm ngoài. Dạ dạ. Dạ vậy thôi con xin phép bà hai con về nha. Ừ, dạ dạ. Con về. Dạ dạ. Mới mốt gặp nữa. Dạ dạ. Mẹ. Còn hai phần này của hai gì rồi sáng dặn đây. Bây giờ trao cho hai gì luôn nha. Rồi, cảm ơn chị. Dạ dạ dạ. Rồi. Mua bạc à, cái tay ta. Tay đau hả chị? Ừ, vậy em để giữa đây đi rồi có gì rồi ấy. Vậy đi bà bắn đi. Đi xe nào có chở rồi, chị thấy đó. Rồi, xách ra ngoài, ngoài xe cho bà đi. Rồi, xe bà đó kìa. Rồi. Nguyên xe. Tiếp với số. Ừ. Dạ thì sáng hôm nay đó thì gia đình của Tuyết có chuẩn bị là có nấu nồi chè đậu xanh nè để mà đãi cho khách nha. Dạ thì đây thì đậu xanh thì với nấm mèo rồi bột phai. Cái này nấu thì đường cát. Dạ đây chị hai thì với mẹ bé Ngọc nấu đường cát nè. Nồi này hết sức bự rồi. Nấu mấy cái đậu rồi chị? 3 kg. Dạ thì cái này cũng chín rồi nè quý bà cô chú, này có nước cốt nữa nè. Cái này mình ăn khi nào ăn thì mình chan nước cốt lên. 3 kg đậu. Nhắc số luôn không hay để cho nào chị? Để cho nóng đi, đừng chậm nữa. Để cho nóng ha. Dạ rồi bây giờ đó thì mời quý bà cô chú đi ra cái khâu hôm trước anh Năm đang chuẩn bị nè. Từ hồi sáng tới giờ không biết tới đâu rồi. Còn bông thì hôm qua đó Tuyết với Út Tho có cắm rồi. Đây thì bà ngoại đang ngồi. Ngoại đang ngồi chơi. Hạnh làm gì Hạnh? Chiên bột hả? Chiên bắp hả? Nè có miếng nè, tấm thử không? Rồi chút đi, chút tấm vừa thử. Còn chị Sáu bên đó đang chuẩn bị cái phần cơm. Đi thẳng ra tám nè Ngọc ơi. Để đây đi rồi nữa vậy đâu vậy. Dạ bên đây thì cái phần khâu này đó thì hồi chiều hôm qua đó thì Tuyết với bé Tho với mẹ bé Ngọc với bé Ngọc rồi cắm bông đồ gọi trơn là quý mời cô chú. Đây thì hai cái bình này với bình trên đó thì bé Ngọc với mẹ bé Ngọc cắm. Còn cái bàn dông của cha đó thì cái bình bông này đó là Út Tho cắm. Anh Năm thì đang làm cho nên là Tuyết mượn bé Ngọc cầm máy. Dạ ở dưới sân thì anh Ba chứ anh Năm đang quét lận cái này nó hơi bị cát đó quý bà cô chú, do cát mình đi lên đi xuống nó hơi bị dơ đó. Bây giờ đó là mình phải chế nước vô cái mình chà rửa sạch sẽ lận, tí nữa khách tới họ cầu nguyện đó quý bà cô chú. Dạ còn bên đây thì cái chậu bông này thì ở ngoài này thì bàn thờ Phật ở ngoài trời. Dạ đây chậu bông này thì Tuyết cắm nha, có tiến bộ hơn từng rồi. Từng này tiến bộ hơn.
Vô xong hả anh Năm? Cái này anh dội nước rồi rồi chà rửa hả? Thì cái này mỗi một tuần như vậy đó là Tuyết với mấy anh đồ xúm lại đó là mình phải chà rửa đó quý bà cô chú. Thì do là bây giờ nước nó cũng còn ngập tới ngập lui hoài, cái xăng của ông ngoại với Ngọc vẫn còn ngập nước nè. Nên là nó hơi dơ, đợi nước giật đồ xuống rồi mình mới làm cái xăng đồ lại đàng hoàng. Giờ chịu cực đó là tuần nào mình cũng phải quét dọn vậy nè. Còn tí nó bắt đầu mình mở cái quạt cho nó khô cái chỗ này. Tầm 12 giờ là có khách tới cầu nguyện rồi. Thằng Phong ngáy rồi chứ ai tới hả anh Năm? Dạ. Dạ. À, dạ anh ơi, thì trước khi em kết thúc clip đó, dạ cho em gửi lời đến cảm ơn đến anh nữa nha. Dạ thì dạ em xin nhắc lại đó, thì gạo đó thì em lấy là một bịch gạo là 10 kg là 140.000, dạ một tấn gạo đó là 14 triệu nha anh. Dạ em thay mặt cha và đại gia đình của em với những cái bà con mà đến nhận những phần gạo đó thì em cảm ơn anh rất là nhiều. Thì cái số gạo là một tấn này đó là anh hồi hướng cái phước báo này đến cho cha của em. Dạ em chân thành cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ và chúc anh cùng gia đình dạ sự như ý, sức khỏe dồi dào, mọi thành công đến với anh nha. Dạ thì Tiết cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều, thì suốt thời gian qua đã luôn gửi về những cái lời chia buồn và những cái lời cầu nguyện đến cho cha của Tiết. Dạ Tiết chân thành biết ơn và cảm tạ. Dạ và cho Tiết chào quý bà cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong clip sau nha. Bye bye.